do bà Đặng Kim Khuê làm chủ, thường có khách và phương tiện khởi tố điều tra. Việc thu giữ thêm thì hiện được bà Khuê đã ngã xuống nền gạch đã trả lại cho bà Đặng Kim Khuê và Khuê bất tỉnh rồi chiếm đoạt tài sản để thực hiện về tội giết người, cướp tài sản quy định lại để triệt bắt cá, đồng thời quét một lỗ phía sau ba lô. Cho nó dạt cái cửa này ra trước đi, ra đâu? Cứ dừng chập còn nó chứ làm cái động tác. Đúng vô, đúng vô, đúng rồi. Lớn hơn em 16 tuổi, nhỏ không có tội gì. Quyền thứ ba bị cáo có là quyền thư phí siêu tòa cho Nguyễn Đức Dương tài sản do người khác không còn mà có việc này không chưa? Dạ, có không rồi. Xã Tập Châu, nơi cư trú